Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chào quý vị và các bạn thân mến, tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã vào gần bờ biển của Việt Nam cách Phan Thiết 185 km. Tàu Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc hôm thứ Bảy mở rộng hoạt động tới khu vực sát bờ biển của Việt Nam hơn. Ngay sau khi Úc và Mỹ lên tiếng bày tỏ ý quan ngại về các hoạt động của Bắc Kinh tại Biển Đông, trong ngày 24 tháng 8 giờ Việt Nam, ông Ryan Matheson, thành viên chủ chốt của Viện Nghiên cứu Hải quân Trung Quốc thuộc Đại học Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ, đăng tweet rằng tàu Hải Dương 8 đang khảo sát ở vị trí rất gần với bờ biển của Việt Nam. Tàu khảo sát với sự hộ tống của ít nhất 4 tàu khác đang tiếp tục tiến hành khảo sát vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở vị trí cách đảo Phú Quý 102 km về phía đông nam và cách bờ biển Phan Thiết 185 km. Reuters dẫn nguồn dữ liệu của Marine Traffic, trang chuyên theo dõi sự di chuyển của các tàu bè. Theo luật quốc tế, vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia được tính với bề rộng 200 hải lý tương đương với 370 km kể từ đường bờ biển, và là vùng quốc gia đó có quyền chủ quyền khai thác tài nguyên. Các dữ liệu cho thấy có ít nhất 2 tàu hải quân Việt Nam theo sát nhóm tàu của Trung Quốc. Việt Nam vô cùng quan ngại về những diễn biến gần đây trên Biển Đông, Thủ tướng Clmver Nguyễn Xuân Phúc nói hôm thứ Sáu trước khi có tin tàu Hải Dương địa chính 8 tiến sát vào hơn. Chúng tôi quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông, nhất trí cùng hợp tác, bảo đảm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, nhà lãnh đạo Việt Nam phát biểu. Đây cũng là lần đầu tiên một lãnh đạo thuộc giới cao cấp của Việt Nam chính thức lên tiếng kể từ khi Trung Quốc cho nhóm tàu Hải Dương địa chất 8 vào khu vực bãi tư chính ở ngoài khơi Vũng Tàu. Thủ tướng phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Úc trong chuyến thăm 3 ngày của ông Scott Morrison tới Việt Nam. Vị khách đến từ Australia cũng thúc giục các nước láng giềng của Trung Quốc không nên chịu đựng, không nên để chủ quyền của mình bị đe dọa. Ông Morrison nói rằng luật quốc tế cần phải được tôn trọng, trong đó gồm các nguyên tắc căn bản liên quan tới việc tự do hàng hải, tự do hàng không, bảo đảm cho các quốc gia được theo đuổi các cơ hội khai thác tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và trong khu vực biển của mình. Chỉ vài tiếng sau phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đáp trả bằng việc đòi được tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán. Phát ngôn viên cảnh sát họp báo thường lệ nói thêm rằng Trung Quốc hy vọng các nước có liên quan hợp tác với Trung Quốc để duy trì sự hòa bình và yên bình tại các vùng biển có liên quan. Kể từ đầu tháng 7 tới nay, các tàu của Việt Nam và Trung Quốc đã liên tục trong tình trạng đối đầu tại bãi tư chính. Hôm thứ Năm, Hoa Kỳ cũng nói quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc can thiệp vào hoạt động dầu khí ở vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Trong thông cáo báo chí, Washington cũng thẳng thừng lên án việc đưa tàu khảo sát vào nhóm tàu hộ vệ hộ tống có vũ trang của Trung Quốc hôm 13 tháng 8 vào lại vùng biển ngoài khơi của Việt Nam gần khu vực bãi tư chính và nói việc đưa tàu đó tới là việc Bắc Kinh leo thang nhằm hăm dọa các bên khác có tuyên bố chủ quyền khai thác các nguồn tài nguyên ở Biển Đông. Hoa Kỳ mạnh mẽ phản đối việc Trung Quốc tìm cách đe dọa hoặc ép buộc các nước đối tác không được hợp tác với các hãng không phải là Trung Quốc hoặc bằng các cách khác quấy rối các hoạt động hợp tác đó, phát ngôn viên Morgan Otagus nói. Mỹ cũng cam kết sẽ thúc đẩy an toàn năng lượng cho đối tác và đồng minh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và bảo đảm việc khai thác dầu khí trong khu vực sẽ không bị gián đoạn. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nói. Ngay lập tức, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng hôm thứ Sáu cáo buộc Washington gieo rắc chia sẻ và những hoạt động không nói ra nhằm gây hỗn loạn tình hình ở biển Nam Hải, cách Trung Quốc gọi ở Biển Đông, và làm tổn hại hòa bình ổn định trong khu vực. Cú xâm nhập của tàu Hải Dương 8 và nhóm tàu hậu vệ cho nó của Trung Quốc vào trong vùng lãnh hải của Việt Nam chỉ cách thành phố biển Phan Thiết có 180 km đã phóng thêm một nhát cọ để dần hoàn tất bức họa mang tên Trung Quốc hóa Việt Nam. Cú xâm nhập quá tự tin trên vẫn chỉ là thông tin từ hãng Reuters. Theo dữ liệu của trang web Marine Traffic theo dõi các chuyển động của tàu bè vào ngày
24 tháng 8 năm 2019 và mạng xã hội, chứ không phải bất cứ phương tiện nào trong số hơn 800 tờ báo quốc doanh và hệ thống tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những địa chỉ mà suốt từ đầu tháng 6 đến năm 2019, khi Hải Dương 8 bắt đầu chiến dịch gây hấn tại khu vực Bãi Tư Chính như vào chốn không có chủ quyền, cho tới nay đã hầu như câm nín về thông tin cho người dân. Những nhát cọ trước đây làm tôn bức tranh Trung Quốc hóa Việt Nam là đồng tiền nhân tệ của Trung Quốc đã được lưu hành và tiêu xài thoải mái và công nhiên ở nhiều tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam và cả những thành phố du lịch đầy rẫy khách Trung Quốc như Đà Nẵng, Nha Trang vào năm 2018. Thậm chí chính quyền Cộng sản còn chấp nhận cho người Trung Quốc được lái xe vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam tới 180 km. Tất cả đều là nó, và nó đang dần biến lãnh hải, lãnh thổ của Việt Nam trở thành một thứ sân sau mang mùi đặc trưng Trung Cộng. Nhưng vì sao Hải Dương 8 lại vào gần Phan Thiết? Điều khiến cho người ta liên tưởng đến mối đe dọa hiện hữu và các tàu chiến Trung Quốc có thể đổ quân lên đất liền, chứ không chỉ xâm phạm vùng biển ở khu vực Bãi Tư Chính của Việt Nam. Trong vụ giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng lãnh hải của Việt Nam ở Biển Đông vào năm 2014, giàn khoan này đã gây sức ép lên các mỏ dầu khí mà Việt Nam định tiến hành khai thác vào thời điểm đó. Nhưng họa đồ di chuyển của Hải Dương 981 chỉ quanh quẩn nơi các mỏ dầu khí của Việt Nam, chứ không có tàu hải cảnh nào của Trung Quốc áp sát đất liền của Việt Nam như cái cách mà Hải Dương 8 và các tàu hộ vệ đã tiếp cận Phan Thiết vào năm 2019 này. Do đó có thể đánh giá chiến dịch gây hấn của cá mập Trung Quốc tại Bãi Tư Chính năm 2019 là rất phong phú, chứa đựng ít nhất 2 đến 3 mục đích. Mục đích đầu tiên đương nhiên là tranh ăn dầu khí với Việt Nam. Tiếp theo, đường lưỡi bò 9 đoạn được Trung Quốc điều chỉnh vào năm 2018 mà đã quét qua 67 lô dầu khí chiếm phần lớn các mỏ dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông. Hải Dương 8 và hờm sẵn sau lưng nó có thể là những giàn khoan khổng lồ như Hải Dương 981 và Đông Phong nhằm gây sức ép buộc chính thể Đảng Em Cộng sản Việt Nam phải chia phần dầu khí khai thác được tại mỏ Cá Rồng Đỏ là liên doanh giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN với hãng dầu khí Repsol của Tây Ban Nha và mỏ Lan Đỏ liên doanh giữa PVN với Tập đoàn Dầu khí Rosneft của Nga. Cả hai đều nằm ở vùng Biển Đông Việt Nam. Và tốt nhất là Việt Nam chỉ được liên doanh với Trung Quốc mà không được với bất kỳ. Trong cả hai lần gây hấn tại Bãi Tư Chính vào tháng 7 năm 2017 và tháng 8 năm 2018, Trung Quốc đều đạt được mục đích tạm thời khi buộc Repsol phải tháo chạy khỏi mỏ Cá Rồng Đỏ, còn đối tác Việt Nam thì phải cắm mặt bồi thường cho Repsol khoản chi phí mà Tập đoàn Tây Ban Nha đã ứng ra ban đầu để thăm dò dầu khí, có thể lên tới 300-400 triệu đô la. Nhưng vụ tàu Hải Dương 8 vừa trở lại khu vực Bãi Tư Chính sau 5 ngày quay lại đảo đá chữ thập để tiết liệu đã tham quan vùng biển gần Phan Thiết cho thấy Trung Quốc còn muốn vươn xa hơn mục đích đầu tiên của họ. Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh một tin tức đang ngày càng cận kề sau một thời gian khá dài được Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương tận tình cứu chữa. Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng đã gần như hồi phục khỏi cơn bão bệnh và chuẩn bị cho chuyến thăm Washington, một chuyến đi đặc biệt quan trọng, không chỉ về danh thể của Nguyễn Phú Trọng mà còn do tính chất đối đầu đã tới lúc không thể khoan nhượng giữa Việt Nam và Trung Cộng, mà theo đó Việt Nam đang rất cần đến lực lượng hải quân và không quân của Hoa Kỳ, đối trọng duy nhất với Trung Quốc tại Biển Đông, để bảo vệ Việt Nam khai thác dầu khí nuôi đảng. Chẳng khó để hình dung ra rằng Tập Cận Bình chẳng thích thú gì với chuyến đi Mỹ của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng và muốn gây sức ép buộc Nguyễn Phú Trọng phải hủy bỏ chuyến đi đó, hoặc nếu không hủy bỏ thì buộc Nguyễn Phú Trọng phải đi Trung Quốc trước khi đi Mỹ như một biểu hiện chiều kiến. Thời điểm dự kiến cho chuyến đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng đang lùi sang tháng 10 năm 2019. Còn nhớ việc thăm Mỹ của Nguyễn Phú Trọng đã được dự kiến trong nửa đầu năm 2019, nhưng do Nguyễn Phú Trọng bị bạo bệnh tại xứ Kiên Giang nhà 3X Nguyễn Tân Dũng nên đành phải tạm gác lại chuyến đi đó. Thay vào đó, Nguyễn Xuân Phúc đã được cử đi Bắc Kinh dự hội nghị thượng đỉnh về sáng kiến một vành đai một con đường do Trung Quốc chủ trì, diễn ra vào tháng 4 năm 2019. Gần 3 tháng sau đó, vẫn không phải Nguyễn Phú Trọng mà là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình để làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược
và cả một từ ngữ cực kỳ mơ hồ và nghe có vẻ giễu cợt: đại cục. Ngoài hai mục đích trên, rất có thể Trung Quốc còn muốn gián tiếp trả đũa Mỹ về cuộc chiến tranh thương mại nắn gần Mỹ về thái độ và hành động hỗ trợ Việt Nam tại bãi tư chính, cùng đe dọa cả dự án cá voi xanh mà Bắc Kinh còn lâu mới lãng quên. Đã hầu như chắc chắn là sau giai đoạn đầu cho tàu Hải Dương 8 vào quấy phá tại bãi tư chính, Trung Quốc sẽ còn ra những đòn mới và lắm chiêu trò hơn nhằm hành hạ tinh thần ảo não của giới cho bù Cộng sản Việt Nam. Sau vùng biển Phan Thiết, nhiều khả năng Hải Dương 8 sẽ còn du hí tại những vùng biển khác của Việt Nam, chẳng biết đến khi nào mới chịu chấm dứt trò chơi đau khổ ấy. Nhất là trong ngữ cảnh cả Bộ Chính trị Việt Nam tuyệt đối cấm khẩu. Và trong bối cảnh toàn bộ lực lượng vũ trang của Việt Nam bất động và bất lực cho đến nay, Bộ Quốc phòng Việt Nam vẫn tuyệt đối chẳng có một phản ứng nào ra hồn. Phản ứng được xem là dũng cảm nhất từ lực lượng Hải quân Việt Nam là điều hai tàu hộ vệ tên lửa mang tên Quang Trung và Trường Sa ra khu vực bãi tư chính. Theo thông tin từ những hãng tin quốc tế chứ không phải bởi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lúc nào cũng đọc vẹt, té ra chỉ là một động tác giả tạo và thêm một lần nữa trong số rất nhiều lần từ trước tới nay chứng minh tính chất Hải quân bám bờ trong khi ngư dân Việt phải ra sức bám biển dù bị tàu Trung Quốc đâm và bắn giết là bất di bất dịch và đúng quy trình. Đã có tin tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung sau ít ngày bơi lội ngoài biển mà chẳng biết để làm gì, cuối cùng đã rút về quân cảng Cam Ranh, đồng nghĩa với việc để mặc cho các tàu Trung Quốc tự do xâm nhập vào vùng biển chỉ cách Phan Thiết chưa đầy 200 km. Trong khi đó, mọi việc đã có đảng và nhà nước lo, vẫn kiên định chết dẫm một chỗ, thậm chí một cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc của quân đỏ, những người Việt Nam thân chính quyền đang sống ở Đức đã được một vài tờ báo nhà nước đưa tin và hình ảnh nhưng lại bị Ban tuyên giáo Trung ương tuyết còi và lệnh gỡ bài sau đó. Cho thấy căn bệnh sợ hãi thiên triều đã ăn sâu vào não trạng giới quan lại cầm quyền của Việt Nam và khiến cho tê liệt phần lớn, nếu không nói là toàn diện hệ thống dân sự và cả quân sự của chế độ này. Đã quá muộn nhưng vẫn còn hơn không, Nguyễn Phú Trọng và những người đồng đảng của ông ta phải tự quyết định về thái độ và hành động chấm dứt đu dây với Trung Quốc. Mà hậu quả như ta thán của một viên tướng Việt, Trung Quốc dồn Việt Nam đến chân tường rồi. Chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.